có nghe thấy không? Chúng ta đang ở vườn thú. Ta đi chơi vườn thú rất vui này, sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ. Ta đi chơi vườn thú rất vui này, nhanh ta hãy đi nào. Mình được thăm nhiều động vật lắm, các bạn đang chơi với nhau. Trên cây cao và ở dưới đất, hãy khám phá với chúng mình. Lại đây xem kìa, cá sấu bơi giỏi lắm nha. Ta đi chơi vườn thú rất vui này, khám phá thôi bé yêu à. Nhìn kìa đuôi dài của bạn ấy, cá sấu dùng đuôi với đó con. Kìa hàm răng nhọn và rất sắc, bạn cá sấu có chiếc miệng rộng. Bạn ấy đằng kia bé John. Ta đi chơi vườn thú rất vui này, em có thấy sư tử không? Ta đi chơi vườn thú rất vui này, khám phá thôi bé yêu à. Ngày thật cao và chạy nhanh lắm, tiếng gầm nghe rất to. Sư tử có bờm trơn rung mạnh và móng vuốt rất sắc nhọn. Là động vật cao nhất với đen cánh cái rất cao. Đây là một điều đặc biệt đó, vì bạn ấy thích ăn lá cây này. Đó là một chú voi. Bên này con yêu. Ta đi chơi vườn thú rất vui này, em hay xem kìa những chú voi. Chiếc vòi còn phun nước, rất đáng yêu em à. Mưa làm con ướt rồi. Các con, nhìn ba này. Ôi không. Chú vòi đó đang chơi rất vui đấy. Chơi thôi nào. Xếp hàng lần lượt nhé. Em ơi nhìn xem đây, biển hướng dẫn. Hãy xếp hàng nào em. Ở đây. Nghe lời và đi theo anh em nhé. Ta đứng vào đây nha, đợi đến lượt mình chơi. Không được chen lấn đâu mà. Xin lỗi nhé, cháu không đủ chiều cao để chơi. Em chưa đủ chiều cao. Nhìn này, sẽ không an toàn khi chơi. Nhìn kia. Nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định nhé.
cháu phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé. Rất thú vị phải không? Máy bán vé. Ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi thật vui. Công viên giải trí đây. Cùng nhau trò chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau. Thật là vui biết bao. Hãy cùng đến công viên nào. Các bạn. Lều đã sẵn sàng rồi cả nhà ơi. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Con, ánh sáng. Anh sẽ đi lấy một ít bánh quy và sữa. Giờ là chỉ một mình. Mẹ, 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 mẹ.
sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Khủng long Dino cao cao cao. Cậu ấy có thân hình to lớn. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Cậu có thể cho tớ chơi với Dino không? Rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Yay! Nhìn xem chiếc xe này đi thật nhanh. Zoom 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 zoom, mình rất thích. Wow! Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Ta chơi được không? Không. Giỏi lắm. Joe, con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình. Nào cùng nhau chăm sóc. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Yeah. Chơi với nhau, thích chưa đây? Ta không nên chơi một mình đâu. Đến lượt con rồi, Mia. Về những cảm xúc nhé con yêu. Tức giận. Tức giận. Làm mặt không vui khi mình bực tức. Làm mặt không vui khi mình bực nhé. Rồi khi con thấy rất bực tức và muốn nói cho cả thế giới thì hãy quay lưng lại nha con. Vui vẻ. Vui vẻ. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Rồi khi con thấy rất hạnh phúc và muốn nói cho cả thế giới, con ơi ta hãy luôn cười thật to. Ngại ngùng. Ngại ngùng. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Rồi khi con thấy ngại ngùng quá và muốn nói cho cả thế giới thì hãy nhớ che mặt nghe con. Aha. Đây là Mia. Mia, nói chào bạn nào. Buồn. Buồn. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé.
Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Rồi khi con thấy rất buồn bã và muốn nói cho cả thế giới, hãy khóc to lên nào con yêu. Giận dữ. Giận dữ. Nào con yêu khi ta tức giận mình giậm chân. Nào con yêu khi ta tức giận mình giậm chân. Rồi khi con thấy rất giận dữ và muốn nói cho cả thế giới giậm chân ngay thôi nào con yêu. John, chúng ta phải chia sẻ đồ chơi và chơi cùng các bạn chứ. Sợ hãi. Sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Rồi khi con thấy rất sợ hãi và muốn nói cho cả thế giới, hãy nhớ kêu to lên nào con yêu. Hào hứng. Hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Rồi khi con thấy rất hào hứng và muốn nói cho cả thế giới, đập tay ngay thôi nào con yêu. Buồn ngủ. Xem ai đang buồn ngủ này. Những loài động vật giống như hổ thì sống ở trong rừng. Ồ, trong rừng còn có rất nhiều loài khỉ và chim với rất nhiều màu sắc. Em có muốn gặp các bạn ấy không bé John? Ý hay đấy. Đang em muốn. Nghe có vẻ rất vui đấy các con. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Bạn có muốn đi không nào? Có rất nhiều động vật nhé. Tôi, hổ và hà mã, mình rất thích động vật. Còn bạn thì sao? Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chào mừng các bé đến với vương quốc động vật. Cảm ơn chú ngựa vằn. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây gia đình của bạn hà mã đang ngâm mình trong hồ nước. Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chúng có thân hình nhìn thật là lớn. Chiếc răng của hà mã to lắm với cái miệng rộng. Em xem nhé, bạn ấy đang yêu chưa kìa. Bé John, mẹ nghĩ bạn ấy muốn chơi với con đấy. Mọi người có thấy không? Bé John, con đã có một người bạn mới. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây chính là hồ con rừng mạnh với tiếng gầm thật là lớn. Bạn ấy rất đáng sợ. Những lúc bạn hồ con uống sữa, em xem kìa bạn thật là cháu hãy lại đây. Màn trình diễn của các bạn khỉ sắp bắt đầu rồi. Thưa quý vị và các bạn nhỏ, tôi xin giới thiệu với các bạn một màn trình diễn vô cùng thú vị. Ôi không, khỉ ngốc. Chuyến đi vẫn chưa kết thúc đâu. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Chúng mình cùng lên cao nhé. Chúng mình cùng lên cao nhé. Ta sẽ gặp một người bạn mới. Bạn hãy xem với bọn mình. Kêu cao cầu này nhìn kia em. Với chiếc cổ dài trông thật cao. Rất thân thiện là người bạn tốt. Bạn ấy đang yêu không nào? Nào cả nhà, tiếp tục hành trình thôi nào. Hẹn gặp lại ở dưới nhé. Chúng mình cùng nhau trượt xuống. Hãy xem cầu trượt đi đâu.
kìa. Các bạn tới đúng lúc diễn ra buổi diễu hành của những chú voi. Wow, thật là tuyệt. Chúng mình cùng xem voi nhé. Ôi thân hình thật cao lớn, cậu ấy đang diễu hành kìa. Hôm nay mình được đi vườn thú, có rất nhiều loài động vật đây. Mình rất thích động vật, còn bạn thì sao? Vườn bách thú thật tuyệt. Rửa tay
tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay. Rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta đã trôi vì trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay. Rửa tay. Con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay. Rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay. Rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vì trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay. Rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay. Rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay. Rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vì trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay. Rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta. Rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta. Rửa tay. Rửa tay trước khi ăn nào. Ba vai tranh giơ tay thì ba phải rửa tay. Rửa tay. Ba vai tranh giơ tay thì ba phải rửa tay. Rửa tay. Ba vai tranh hoa hô đẹp, nhớ rửa tay cho trôi vì trùng. Nếu vai tranh kia có quên phải rửa tay. Rửa tay. Ba vai tranh giơ tay thì ba phải rửa tay. Rửa tay. Ba vai tranh giơ tay thì ba phải rửa tay. Rửa tay. Vẽ tranh hoang hô đẹp, nhớ rửa tay cho trôi vì trùng. Nếu vẽ tranh chưa có quên phải rửa tay. Rửa tay. Mẹ. Mẹ. Rửa tay. Các con có biết câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ không? Hãy cùng nhau kể câu chuyện này nha các con. Quàng chiếc khăn màu đỏ lên nhé. Rồi cô bé đi gặp bà đang ôm. Cầm một chiếc giỏ ở trong tay. Cô bé sẽ đi qua khu rừng. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào đi nào cẩn thận nhé. Rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Khi cô bé đi qua khu rừng, cô ấy đã gặp một con sói xấu xa. Chào người bạn bé nhỏ, bạn đi đâu? Cần người giúp không nào, bạn đi đâu? Đừng nên nói chuyện cùng người lạ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp bạn của mình. Con sói xấu xa rất ồn ào, nhưng cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Và cô ấy biết rằng không nên nói chuyện với người lạ. Nhìn xem xe này đi nhanh lắm. Nào lên đây mình cùng nhau đi. Đừng nên đi theo người lạ em nhé. Không nên đi theo người lạ đâu em. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào. Sói xấu xa muốn đi cùng với cô ấy,
nhưng cô bé quàng khăn đỏ biết là điều đó không tốt. Nhìn xem tớ là một người tốt, bạn ơi chúng mình cùng nhau đi. Đừng nên đi cùng người lạ nhé. Xin lỗi soi nha, bạn không thể đi cùng. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào, cẩn thận nhé. Đi trong rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Cô ấy không nói chuyện với người lạ và đến nhà bà một cách an toàn. Quàng chiếc khăn màu đỏ lên nhé. Rồi cô bé đi gặp bà đang ôm, cầm một chiếc giò ở trong.